Xin kính chào tất cả quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube Đại Bé Review. Và trước mặt anh chị đây là một cái sản phẩm loa của thương hiệu Mobile, có mã sản phẩm là MK4020. Đây là một chiếc loa kéo có công suất lên đến 300W. Và chúng ta có những cổng kết nối như thẻ nhớ này, USB này, jack 3.5 này, và đặc biệt là kết nối Bluetooth không dây. Phụ kiện đi kèm của cái loa này, chúng ta sẽ có hai cái mic không dây, một chiếc remote điều khiển, một dây jack cắm 3.5, hai đầu 3.5, một bộ đuổi nguồn 15V. Cái công nghệ Bluetooth ở trên chiếc loa này là công nghệ Bluetooth 5.0. Sản phẩm loa này thì có kích thước đó là dài 39cm, rộng 19,5cm và cao là 27cm. Khối lượng của cái loa này nặng lên đến 6,7kg, một tay cầm khá là nặng đó. Cái loa này có đường kính bát, loa bát đó là 12cm. Chủ lượng loa chét là một loa. Kích thước loa chét đó là 6. Sản phẩm loa thiết kế hình chữ nhật với gam màu xanh ngọc trẻ trung đã nhận tạo điểm nhấn cho không gian sử dụng thêm hiện đại và sang trọng. Thân loa được làm bằng chất liệu gỗ tốt, cho độ bền cao, hạn chế biến dạng khi xảy ra va chạm. Khi mà sạc cái loa này thì sạc tầm khoảng 2-3 tiếng. Nạp đầy pin thì sử dụng trong 3-4 tiếng. Trời ơi thương anh quá, anh ơi tôi mong anh mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm.